Thưa quý vị và các bạn, sang ngày hôm nay, Bắc Bộ phổ biến không mưa, trời có nắng, nhưng cường độ nắng không gay gắt, vì thế nền nhiệt trên toàn miền chỉ tăng nhẹ lên khoảng từ 30 đến 33 độ. Đến chiều tối và đêm, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục đi qua khu vực, kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 mét, nên mưa rào và dông tiếp tục duy trì, với trọng tâm mưa vẫn tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi và trung du. Tuy nhiên đến ngày 19 tháng 8, khi hội tụ gió trên cao được thiết lập trở lại, khu vực sẽ đón thêm một đợt mưa nữa. Cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với miền Trung, mưa cũng đã giảm đi nhiều, trong đêm qua chỉ một vài nơi còn có mưa và cũng không nơi nào xuất hiện mưa to. Sang đến ngày hôm nay, Trung Bộ bắt đầu ngày mới với thời tiết tạnh ráo và có nắng, cường độ nắng ở miền Trung mạnh hơn so với Bắc Bộ, vì thế mức nhiệt ngày cũng sẽ cao hơn, duy trì trong khoảng từ 33 đến 35 độ, không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Sang hai ngày 15 và 16 tháng 8, mưa sẽ gia tăng trở lại trên khu vực Bắc Trung Bộ, vì thế nền nhiệt sẽ giảm nhẹ từ 1 cho tới 2 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng của gió đông ở trên cao, nên về chiều tối cũng sẽ có mưa, cục bộ một số nơi có mưa với lượng khá. Ở phía Nam, gió Tây Nam đang trong giai đoạn suy yếu, vì thế trong hôm nay mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm đi nhiều. Trong ngày cả hai khu vực trời tạnh ráo và nắng sớm, nhưng còn độ nắng không mạnh, mức nhiệt ngày cũng không cao. Tại Tây Nguyên mức nhiệt từ 28 cho tới 30 độ, còn tại các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Dự báo cũng từ ngày 15 tháng 8, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh dần, kết hợp với nhiễu động gió đông, mưa sẽ lại tiếp tục xuất hiện rải rác về chiều tối, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trên biển, hiện nay trên khu vực vùng biển Philippines đã hình thành một vùng áp thấp mang mã hiệu 91W. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp sẽ di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, nhưng ít có khả năng mạnh lên thành bão như những dự báo trước đó.